Các bạn, hôm nay Đức Phương sẽ giới thiệu cho bạn một cái mẫu kết sắt siêu cường có model là KSC68 vân tay điện tử. Kết sắt được làm bằng tấm thép siêu cường dày 1 cm và nó rất là chắc chắn, có thể chống được xe beng cậy phá rất là tốt. Kết sắt này thì được bảo mật bằng vân tay và mã số điện tử và có cái tay cầm ba chấu kết hợp với cái chìa khóa bi cao cấp một cái sắt an toàn, bảo mật và dễ sử dụng. Đặc điểm của này là có lỗ thất rất là rộng được chia làm hai khoang. Có hai đợt có một cái đợt để hai đợt để tài liệu và một cái đợt ngăn kéo ở bên dưới có khóa riêng và có các chốt khóa y lốc bốn chiều có thể chống khoan cắt, chống trộm, cậy phá. Cánh két thì dày tới 1 cm và nó là bản lề là bản lề nguyên khối bạn có thể mở kết bằng mã số điện tử hoặc là vân tay một cái sắt tốt bền sử dụng cho gia đình và công ty